Chào anh em. Mấy hôm chính phủ hô hào tiết kiệm điện, thế là mình lại mượn con máy xăng để đi để tiết kiệm điện. Nhưng mà lại mượn phải con 4.8. Đây là con X5 4.8 của admin hội yêu xe Đức. Thực ra thì mấy cái xe nó thuộc gọi là loại cũng gọi là cổ này thì đi thì nó sướng thực sự. À, anh em nhìn này, mà cửa sổ trời toàn cảnh ghế Boeing, option thì không thiếu một cái gì cả. Máy 4.8 hơn 300 mã lực đạp phát là nó díu cả người lại. Xăng thì nó cũng hơi ăn tí thôi, không phải là nhiều. Đi phố thì nó khoảng tầm 25 lít trăm cây. Nó bị căng. Không căng lắm, còn đi ở ngoài cao tốc thì nó cũng khoảng mười mấy, nói chung là bình thường, chịu được. Anh em đã đi cái xe này rồi thì không có vấn đề gì xăng cộ cả. Có một cái nữa là nó cũng cái giá trị của xe bây giờ thì nó cũng không đắt. Bây giờ xe này khoảng bao tiền nhỉ? Nhiều loại, 300 cũng có, 400 cũng có. Đấy, khái là loại đi được. 500, 600. Cứ cho là 600 đi đúng không? 600 triệu thì anh em có một chiếc xe Đức. Động cơ khủng, cực khỏe. Cái vấn đề của mọi người khi mà nói về cái câu chuyện là đi xe Đức thì luôn luôn là nghĩ đến chuyện là suốt ngày phải sửa, suốt ngày phải sửa thế này thế kia. Nhưng mà thực tế như mình cũng đi xe Đức nhiều năm rồi. Anh Hiển thì anh cũng đi xe Đức nhiều năm rồi. Những cái chuyện sửa chữa bảo dưỡng thì nó cũng không phải là quá căng thẳng, mà thật ra là anh em thật ra chơi thân với nhau thì cũng chỉ vì là hay đi sửa xe thôi. Đi sửa xe nhiều quá thì thành ra là thân thôi. Hay là xưởng xiếc các thứ rồi là số cứu hộ cứu heo thì là quen hết, thuộc hết. Mình cũng đúc kết kinh nghiệm từ cái việc là mình đi cái xe Đức cũng được năm thôi. Thì có một cái là như thế này, là cái đồ phụ tùng phụ kiện của cái xe BMW đúc này nó làm theo cái hướng gọi là bảo vệ môi trường, đúng không? Cái đến ngày đến tháng là nó hỏng, nó mủn, mà nó hỏng là phải thay mới, cũng không thể nào mà sửa theo cái kiểu chắp vá như kiểu là ở như cái hãng xe Nhật được. Ví dụ như là ông xe Nhật ông bục cái két nước thì ông hàn vào là ông lại đi tiếp được, chứ ông này mà nó bục cái gì là chỉ có thay thôi, kể cả dây điếc cũng thế. Thế nên là đi ô tô thì xe nào cũng thế thôi, không những là xe cũ và hay là xe mới thì cả thì cái chuyện là sửa chữa bảo dưỡng thì nó vẫn phải là cái việc là định kỳ đúng thời hạn, đúng không? Đúng rồi. Không thể nào mà bỏ vẫn mất được. Đến người cũng thế, đến kỳ cũng phải ăn chứ. Đấy. Không ăn thì nhưng người ta thống kê rồi là cái chi phí để mà giữ gìn xe nó rẻ nhất ấy lại nó lại là thay dầu. Đấy. Tức là gì? Tức là ông chỉ cần làm cái việc đấy nó đều đặn thôi thì nó đã là tốt cho xe rồi, chứ chưa cần phải là, tất nhiên là những cái phụ tùng động cơ mang tính chất hao mòn thì đến ngày đến tháng là phải thay thôi. Thế nhưng mà cái mà phải làm nó mang tính chất đều đặn thì đó là thay dầu. Ra thì như con này tôi chạy mấy ngày, hôm nay nắng nôi các thứ thì cảm giác là nó cũng như kiểu là nó khá gằn. Hỏi ông Hưng thì là cũng là đến ngày thay dầu rồi. Tí về đi thay dầu thì ông. Thì riêng cái việc thay dầu thôi nó cũng hàng nếu mà không biết gì thì cũng là coi như là mệt mỏi rồi, đúng không? Bây giờ cứ vào hãng, ví dụ như xe còn bảo hành, còn thời hạn sửa chữa bảo dưỡng trong hãng chẳng hạn. Với những cái xe mà như kiểu là BMW hay là Mercedes thì là cái chi phí để mà sửa chữa bảo dưỡng trong hãng thì nó cực kỳ đắt, đúng không? Cũng là tương đối đấy. Nó là đau lòng luôn đấy, bởi vì tôi thấy là những ông nào mà đi xe hết bảo hành trong toàn liên hoan thôi. Bởi vì thay ở ngoài phát là đứt luôn, mất bảo hành luôn, thế mới dã man. Thế nên là như thôi, như loại đấy thì mình phải chấp nhận, bởi vì là thực ra mua cái xe, nhất là xe đắt tiền ấy, thì phải tuân thủ những cái quy định của hãng xe, đúng không? Ít cái nhất đấy nó cũng an toàn cho cái việc mà bảo hành sau đấy. Thế nhưng mà hết bảo hành rồi thì lựa chọn cái dầu nào để thay cho xe, rồi là thay cái nào thì đúng, nó cũng là một cái câu chuyện mà không phải ai cũng biết. Đa phần là cứ ra hàng rồi xong rồi là thay dầu cho anh. Đúng rồi. Và các ông này là các ông thích cắm dầu nào là cắm. Nó cũng là vấn đề. Thực ra thì về
về về về cái việc mà chăm sóc xe thì nó có gọi là định kỳ ấy, thì nó cũng có nhiều yêu cầu, nhưng cái mà chủ xe nên lưu ý thì thực ra là về vấn đề dầu nhớt ấy. Tuy rằng là nói rằng là giá dầu này dầu kia chênh nhau 50.000 một lít hay 100.000 một lít, thực sự ra một lần thay là 5-7 lít đi, một xe này nhiều là 9 lít đi, thì so với một loại dầu này với một loại dầu kia chúng chỉ có khoảng độ 900.000 nhá. Đối với cả một cái xe bảo dưỡng này, ví dụ trong hãng thì nó phải rơi vào tầm khoảng độ gọi là một lần bảo dưỡng phải tầm ít nhất cũng phải 3-4 triệu. 3-4 triệu là với xe Hàn thôi. Nếu mà cái mốc thì... cao ấy, chứ còn xe Đức vào mạc vào toàn phang thành mấy chục. Thì cái đấy thì thường là phải gọi là bảo dưỡng BCD gì đấy. Nhưng mà cái đấy thì thực ra về phần dầu ấy nó không đắt đâu. Đúng rồi. Đấy. Chả đáng bao nhiêu. Thế nhưng mà lại là cái phần chính của xe đấy. Đấy. Thế nhưng mà dầu thì thực ra thì tuy là chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà về mặt thực tế thì một cái cỗ máy nó có trơn tru hay không, nhất là xe Đức ấy, thì nó rất là phụ thuộc vào vào việc dầu nhớt chứ không phải không, tức là nó có nhiệt độ hoạt động tốt này, đảm bảo như thế nào này. Đấy. Vận hành ở tốc độ bao nhiêu này. Đấy, thì nó mới đảm bảo được công suất của xe. Rồi đi thay dầu cho ông ngoài đã nhá. Ok, chúng ta lại quay về AutoZone. Kinh nhở, con này là khiên biển 01, đúng có xe admin khác, mình phải làm con biển -1 mình đeo cho nó. Nó cần admin đúng không? Hay là không, không, không. Đấy, thay cái loại này. Thực ra thì vào đến đây thì các bố thay cái loại nào thì mình biết thế thôi. Xe này thì nghe tên thì đã kinh rồi đúng không? Thương hiệu lâu năm. Xe này nó của Anh và hãng thì cũng phải hơn 100 năm rồi. Và vào Việt Nam thì cũng là thuộc loại đời đầu bán xăng, bán dầu rồi lâu rồi, lâu lắm rồi. Sài Gòn nó có đúng không? Ngoài Bắc này thì ít, nhưng mà trong Sài Gòn thì thấy từ ngày xưa. Ui, đây còn Porsche, Porsche trước này. Đây là gọi là partner về technology với cả Ferrari. Kinh nhỉ. Đây là những cái chứng chỉ về tiêu chuẩn của dầu này. API, SP này. Đấy. Mấy cái này là tùy thuộc vào các nước. Đấy. Các nước khác nhau yêu cầu các tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng mà cái 5W30 này là gì? 5W30, 5W30 này thì về số 5 này, nó là cái nhiệt độ để mà chịu được độ âm. Đấy. Thế còn 30 này là cái độ mà gọi là quánh độ đặc của dầu. Ví dụ như là 30 thì là sẽ lỏng hơn 40 và 50. Thế thì và 10 thì là lỏng sẽ lỏng rồi. Hơn cả 30. Đấy. Cái độ đặc lỏng này thì là nó ảnh hưởng gì đến, nó phù hợp với cái thực xe ra là nó là sẽ phụ thuộc vào hãng. Hãng nào sẽ yêu cầu của cái loại dầu đó. Nhưng sau đó thì nó còn phụ thuộc vào cái độ già của động cơ. Từ động cơ nữa. Đó là sau quá trình sử dụng, ông sử dụng nó nhiều rồi thì thực ra nhiều khi là phải dùng cái độ dầu nó đậm đặc hơn một chút. Đấy, nó sẽ tốt hơn cho máy cũ. Đấy. Thế thì ví dụ như là như con này là Shell Helix Ultra này. Full synthetic tức là dầu tổng hợp 100% này. Làm từ khí tự nhiên này. Đấy, cái này là hơi đặc biệt đấy. Đấy. Natural gas tức là là khí ở ngoài biển hút vào là tổng hợp thành dầu à? Tổng hợp thành dầu bằng từ khí, không phải như là gọi là từ dầu thô, không phải từ dầu thô. Cái này là cái nhấn mạnh của hãng. Nhưng mà đấy. Kinh nhở, khí mà gia đình cái dầu lỏng lỏng này được công nghệ. Lần đầu tiên nghe thấy luôn, mình đúng là không biết gì. Đây, đấy, có tem tiêu chống giả. Chống giả. Này có thể cái này vớ vẩn là dự thưởng đấy không ạ? IQ code này. Cái này có khi là trúng cái ô tô này. Cái này là giống kiểu mở nắp bia ấy nhở? Đúng rồi. Đúng không? Xe Shell. Đây hãng này có sẽ có cái hướng dẫn sử dụng đằng sau này. Đấy. Đấy.
đúng hàng chính hãng mới có mấy cái loại tem này đúng không? Đấy. Bình thường là không có à? Nói chung là tránh tiếp xúc đây là những cái này là những cái tuy là chi tiết nhỏ nhưng mà thực ra là chỉ có hãng xịn mới có thôi. Kế thôi thay thôi. Không biết cái công nghệ Pure Plus này nó là Pure Plus này này thì nó có cái tính năng là nó gọi là sạch hơn, tức là được gọi là trong hơn, cũng trong hơn về tinh hơn về dầu thì nó sẽ chống được cả cái việc mà bốc hơi thì có thể vận hành được trong những cái điều kiện khắc nghiệt tốt. Mùa hè của Hà Nội à? Coi như là phù hợp với Việt Nam. Nó như phép thần nhở, thay dầu vào cái thấy chân gà nó nhẹ hơn mẹ. Lúc nãy là dầu cũ. Ô, giờ đi khác trước hay không ạ? Hay phép. Cảm giác nó máy nó nhẹ hơn rất là nhiều, chân ga các thứ nó cũng có một cái sự mượt mà hơn tương đối. Có thể là sau khi thay dầu thì reset lại một vài thứ linh tinh rồi thế này thế khác nữa thì làm cho xe nó có cảm giác nó mượt hơn. Thế nhưng mà đúng thật, cái chi phí thay dầu nó thấp thôi nhưng mà nó là một cái rất là quan trọng. Nó là một thứ rất là quan trọng cho câu chuyện là chạy những cái xe cũ như thế này. Úi xùa, máy 4.8 hút tự nhiên nó vẫn là sự khác biệt trong thế giới xe thật sự. Có dám đi hay không thôi, có dám bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra để mà sở hữu những cái xe như thế này không thôi. Còn thật sự là rất sướng. Vậy thôi, một cái clip cũng rất là ngắn để nói về câu chuyện xe cũ và những cái điều cần thiết, những cái kiến thức cơ bản về dầu nhớt. Anh em có thể tham khảo để mà chăm sóc cái xe của mình nó tốt hơn, cũng như là để gấu lên để cho nó có thể mà mình dám sở hữu những cái xe như này. Giờ đi thay giờ đây đi đổ xăng và trả xe cho anh Cao Hưng. Đấy, rồi, nha. Yeah.